các bạn đã đến với kênh đọc truyện giải trí V-Radio. Các bạn đã từng nghe đến khái niệm cà phê treo bao giờ chưa? Hẳn là không phải các bạn đang nghĩ đến cốc cà phê treo lơ lửng trên trần nhà như phép thuật của Harry Potter đấy chứ. Ngay bây giờ, V-Radio mời các bạn cùng nghe một câu chuyện cà phê treo. Vào một ngày đẹp trời, nhóm du khách nọ bước chân vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Đứng trước họ là hai vị khách đứng tuổi, trông ra dáng người địa phương. Hai người đến trước quầy và gọi: 5 cà phê, 2 cho chúng tôi và 3 treo. Hai vị khách trả tiền cho 5 cốc, nhưng chỉ thấy người phục vụ mang ra 2 cốc. Lấy làm lạ, một chị trong nhóm du khách hỏi người phục vụ: "Anh ơi, cà phê treo là loại cà phê gì vậy anh?" Người phục vụ cười vui vẻ và trả lời: "Chị hãy chờ một lát rồi sẽ rõ." Nhóm du khách gọi đồ rồi tìm một bàn sát cửa sổ để vừa ăn uống vừa ngắm nhìn phố phường. Sau đó quán tiếp tục phục vụ những lượt khách ra vào liên tục. Hai cô gái đặt cà phê và trả tiền bình thường. Ba chàng trai trả tiền 5 cốc cà phê nhưng chỉ dùng có 3 cốc, 2 cốc để treo. Trong lúc nhóm du khách đang rôm rả nói chuyện thì có một người dáng vẻ nghèo khổ bước vào tiệm. Ông ta rụt rè bước đến quầy và hỏi người phục vụ: "Hôm nay có cà phê treo cho tôi không anh?" Người phục vụ vui vẻ trả lời: "Có bác nhé, bác đợi một chút." Cà phê đưa ra, người khách nhận lấy mà không phải trả tiền, khẽ cảm ơn rồi rời đi. Nhóm du khách lúc đó mới vỡ lẽ thế nào là cà phê treo. Những việc làm từ thiện như vậy phát sinh ở Napoli, Italia từ đầu thế kỷ thứ 19. Từ suspended coffee, cà phê treo, được bắt đầu sử dụng trong Thế chiến thứ 2, khi cuộc sống của những người dân châu Âu, cụ thể là ở Ý, rất khó khăn. Một người mua cốc cà phê cho mình và một cốc cho một người nào đó không có khả năng chi trả. Ngày nay, mô hình tốt đẹp này đã lan ra nhiều nơi trên thế giới. Người ta trả tiền trước cho những suất ăn hoặc những cốc cà phê treo để tặng cho những người vô gia cư, những người nghèo khó không có đủ tiền mua. Nhà văn kiêm nhà triết học Luciano de Crescenzo trong một cuốn sách có tựa đề Il Caffè Sospeso đã viết: "Khi ai đó hạnh phúc ở Napoli, thay vì trả một tách cà phê cho mình, người đó mua thêm một tách cà phê cho người khác. Nó giống như họ mời một tách cà phê cho phần còn lại của cả thế giới vậy." Một cách làm từ thiện rất hay phải không các bạn? Đúng là của cho không bằng cách cho. Nếu ở Việt Nam có cà phê treo như thế này, các bạn có sẵn sàng tham gia không? Câu chuyện xúc động này cho chúng ta thấy những điều tử tế luôn hiện diện quanh ta. Thế giới có rất nhiều người tốt, và sự sẻ chia giữa người với người luôn cho chúng ta cảm giác ấm áp trong lòng. Những cách sống hay như vậy góp phần đem lại nguồn năng lượng tích cực, khiến chúng ta thấy yêu cuộc sống này hơn. V-Radio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn luôn cảm nhận được những điều tốt đẹp quanh mình.